Thanh Hiệp, mình đến từ Phú Yên, mình là sinh viên của Đại học Dân lập Văn Lang. Sở thích của mình là nghe nhạc, đọc sách, rất là lười chơi thể thao. Mình vừa phỏng vấn visa đi học du học Mỹ và mình đã đậu. Ước mơ của mình á là trở thành một giáo viên tiếng Anh tại các trường đại học hay cao đẳng ở Việt Nam. Vì vậy khi mà mình chọn Mỹ đi du học, tại vì Mỹ thì rất là nổi tiếng về cái chất lượng đào tạo của nó. Thứ hai là có rất nhiều trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, đúng không? Ngoài ra thì tiếng Anh giọng Mỹ á thì là rất là phổ biến ở Việt Nam. Cho nên khi mà mình học, mình có thể được trau dồi kiến thức ở một đất nước nói tiếng Anh như vậy, thì khi về Việt Nam mình sẽ có cơ hội kiếm việc làm dễ dàng hơn. Trường của mình học là trường University of Colorado Denver. Mình chọn cái ngành chuyên ngành của mình là English Education. Trường của mình thì là một trường đại học công lập lớn, được thành lập vào năm 1912. Trường thì nằm trong top 50 trường đại học nghiên cứu của Mỹ và được công nhận là trường đại học tốt nhất miền Tây. Ngoài ra thì có rất các sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia đến đây học. Và cái ngành mà mình đăng ký học là một trong những ngành thế mạnh của trường. Ngoài ra thì học phí thì rất là phù hợp. Và sau khi mà quyết định chọn trường xong, cái chị Hương làm cho mình thì mới gửi qua bên trường để xin E20. Sau đó thì có một giảng viên ở bên trường đó gọi qua Skype để phỏng vấn mình. Sau khi phỏng vấn xong thì người ta kêu ok, rồi người ta mới bắt đầu gửi E20 về cho mình, hình như là khoảng tháng 4. Rồi chị Hương mới bắt đầu đặt lịch phỏng vấn cho mình. Là từ đó đến nay là mình chuẩn bị khoảng hơn 3 tháng. Từ hồ sơ thì mình làm theo lời của bên công ty, còn những giấy tờ gì thì mình làm theo lời của công ty. Rồi sau đó thì chị Hương sẽ giúp mình sắp xếp lại hồ sơ một cách có trình tự và gọn gàng. Phỏng vấn thì tại vì vừa học ở trên trường vừa học phỏng vấn, cho nên là hôm nào mình rảnh thì mình sẽ chạy qua học phỏng vấn với anh Khôi. Anh hướng dẫn rất là kỹ lưỡng. Các bạn ngoài đi học sẽ tự tìm câu trả lời cho mình. Mỗi bạn thì có một cái được anh Khôi hướng dẫn một cách riêng để trả lời, không trả lời rập khuôn. Tại vì theo anh Khôi thì bạn nào cũng giống nhau thì nó không hay. Rồi ở nhà tự học, rồi lên đây chị Hương chị kiểm tra lại. Và chị Hương và các chị cũng giúp mình nhiều. Mình có phỏng vấn với anh Bảo Anh thì anh Bảo Anh hướng dẫn cho tụi mình là nói chung là giáo dục tâm lý, đừng có sợ hãi. Chỉ ở mình cách ăn mặc, cách nói chuyện, rồi anh làm cho tâm thế tụi mình nói chung là sẵn sàng để đi phỏng vấn lấy visa. Anh cũng tóm lược lại cho tụi mình những cái câu hỏi chính, trọng tâm. Chỉ cần học như thế. Buổi học phỏng vấn ở Tân Đại Dương thì theo mình thấy thì chất lượng và cái người dạy mình thì rất là tận tình, chỉ bảo cho mình từng chút một. Chỉ cần các bạn chăm chỉ và phối hợp tốt với các anh chị thì các bạn sẽ nắm được cách trả lời câu hỏi. Sau khi phỏng vấn đậu được visa thì mình rút ra được một vài kinh nghiệm như sau. Thứ nhất là tâm trạng khi mà đi thi phỏng vấn thì ai cũng rất là run và hồi hộp, nhưng mà khi mà vào đứng xếp hàng để chờ đến lượt mình phỏng vấn thì cái tự nhiên nó biến mất hết à. Cảm giác nó rất là thoải mái. Khi mà mình vô mình chào cái anh mà phỏng vấn mình thì mình cười rất là tươi. Cái anh mới kêu mình là "You look so excited." Mình cũng cười thiệt là tươi, cũng không có sợ gì hết á. Nhưng là anh nói rất là dễ nghe, to rõ. Các bạn chỉ cần chú ý lắng nghe, sau đó trả lời lại cũng to rõ như vậy, là cười tươi lên, đừng có lo sợ. Trong lúc mà anh ấy đắm máy tính này nọ thì các bạn cứ sắp xếp giấy tờ để sẵn ra ngoài trước, để khi mà người ta nói cần coi cái gì thì mình lấy đưa vào luôn, khỏi cần phải chờ đợi lâu. Khi mà đi phỏng vấn thì các bạn nên ăn mặc lịch sự, phong thái thì thể hiện cái sự tự tin của mình. Lúc mà trả lời các bạn có thể làm động tác tay, body language, chứ đừng có đứng im thì vò tay này nọ là người ta mất cảm tình. Chúc các bạn thì đang học và chuẩn bị lấy đi thi phỏng vấn để lấy visa thì thành công và đạt được tờ giấy xanh giống